Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn cùng nghe cái con hoa mai Đà Lạt các bạn. Nhìn rất là dễ thương. Rất là xuyên mỏ nha các bạn, nó hót hay lắm. Rồi các bạn cùng theo dõi ha. Cái con này là làm mồi đây rồi các bạn. Con này hồi trước mình mới sưu tầm về, mình đã lên một cái clip rồi. Nhưng mà nó hót chưa sung. Bữa nay nó rất là ok các bạn. Đó, bạn có thể dùng âm thanh này đi bẫy được nha. Ở Bình Dương không có nhưng ở Đà Lạt nhiều lắm. Cái này là hoa mai Đà Lạt nha các bạn. Rất là đẹp trai. Bé bé xinh xinh. Rồi, bạn nào thấy video hữu ích thì cho mình một like ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Dòng này các bạn nuôi rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Nó cũng bằng cái con tiểu mi đấy các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.